hú hú. Hai chào nhà bảo anh chị ở nước mình à, từ lũ S98 rất vui quay trở lại à, trong video clip ngày hôm nay thông tin về bản cập nhật mới nhất tới từ nhà phát hành Finger Fan cùng tựa game KF98 huyền thoại. Bản cập nhật là một bản nhật bất thường với khung thời gian không cố định đó là không phải vào thứ năm mà là vào ngay chiều hôm nay chiều thứ ba. À, từ 3 rưỡi cho đến 5 giờ Nghĩa là khi mà các bạn xem video này Thì khả năng là các bạn sẽ không vào được game nữa Mà trong game thì sẽ đang bảo trì Và mở rộng một số cái event rồi à, các thông tin bao gồm như sau à, đầu tiên đó là mở một cái tính năng mới về run gọi là tiến hóa run các bạn ạ à, đây vẫn là một tính năng mới mẻ ở các server đi trước như là qq đài loan hay là server nhật bản à, vậy mà ở server quốc tế đã có rồi điều này chứng tỏ rằng eh, server quốc tế đang được cập nhật những tính năng mới nhất thú vị nhất hay ho nhất từ những server trước Ờ, có chăng nó chỉ chậm là chậm về lịch ra mắt võ sĩ mà thôi Ở cái này thì đều đều tất nhiên rồi. Xem về quốc tế chậm lịch ra mắt võ sĩ nhưng tính năng đi trước thì hoàn toàn thú vị hơn. Không có cái gì là chán nhà làm chán cả. Thứ hai là cập nhật tới tầng tứ môn cho hai võ sĩ mới ra mắt là Chuney và Long Tất nhiên đều được cái phiên bản mới. Ở đây cũng là điều mà người phát nhà người chơi rất mong đợi khi mà bản lần trước. Cũng rất rất gần đây thôi Thì nó chỉ ra mắt võ sĩ Chứ chưa cập nhật môn Thì bây giờ có rồi à, Hiện nay thì thật ra Nếu như người tầng lục môn Thì người chơi vẫn hài lòng thôi Nhưng như thế thì nhanh quá Vừa ra mắt thì tứ môn thôi Mình nghĩ sẽ là rất là đẹp Hai tuần nữa thì sẽ nâng đến lục môn Khi đấy thì sẽ là đẹp nhất Đúng không? À, mà quả thật Ở thời điểm này chỉ còn vài ngày nữa thì mới nâng cấp à, mới mới bắt đầu có vòng quay đu lon mà bây giờ đã có lục môn rồi thì nghe nó rất là vô lý cho nên tầm này tứ môn là đẹp rồi nhá đấy, các bạn nào mà đã sở hữu hai hồn vũ khí su này thì chịu khó chờ đợi đu lon một chút vì thời điểm này thì đa phần cũng chỉ lấy được một hồn vũ khí đu lon thôi rồi chúng ta sẽ có một cái chuỗi event hàng ngày mới diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 đây là chuỗi event mình mình không biết là sao tự nhiên lại có đợt này khả năng là À, năm mới chăng ừ, ok, à, cái gì nhỉ, à, rồi đại loại là sẽ có những cái chỗ y mới các bạn nhé, thì chúng ta sẽ cùng tham khảo luôn. À, ngoài ra thì còn sửa một loạt các lỗi như là lỗi hồn lực lâm một sao của hồn lực năm hỏa thần, à, lỗi đăng nhập khi mà chuyển đổi run các thứ vân vân, ok, rồi hay hay đấy, à, nào chúng ta sẽ xem đầu tiên là xem cái even à, tuần và có cái sự gì khác biệt không Even tuần này thì bình thường là nó cứ lặp đi lại thôi Không biết nhưng mà đợt này ngày hôm qua các bạn đã tự nhiên nó lại mất Nó lại không còn cái even nhiệm vụ hàng ngày Không có mini game, cũng ngủ cái thứ Mình có hỏi hội nhà phát hành thì nó bảo là chờ bản cập nhật Mình cứ nghĩ là phải một hai tuần nữa Nhưng mà không ngờ là ngay ngày hôm nay có rồi Được đấy Hội nhà phát này ngon ngon đấy Đợt này bọn nó thay có nhân sự mới rồi các bạn ạ Và nhân sự này làm cực kỳ tốt luôn Chỉ các bạn năng son đấy uhm nào mình xem có cái gì lạ không nhá Nhưng còn những cái gì cũ cũ thì thôi mình sẽ bỏ qua rồi cao vàng cũng là chưa hoa quả vẫn tháp lên bàn tay vàng đánh bí chuyện đấu trường nhận thêm thưởng x hai màn chính người chỉ dân thần vân vân cái event này được gặp về một lại hàng tuần đây nó gọi là event thường đúng không rồi không có gì mới lạ cả mình sẽ xem chuỗi event đặc biệt các bạn nhé đây mới là đây mới là thứ mà chúng ta thường là phải quan tâm tới đây. nào bắt đầu từ ngày 27 à không 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 đây cái cái này thật ra thì nó cũng diễn ra rồi đợt trước nó ghi rồi nhưng bây giờ nó có sự tinh chỉnh mình lấy ví dụ cái tinh chỉnh của ngày hôm nay rõ ràng nhất mà chúng ta thấy ấy. đâu rồi nó là hôm nay là ngày 13 đúng không à là ngày ngày 16 đúng không ơ ờ, vãi cả xoài à, không không không, không đây là chuỗi even cho đợt tiếp theo rồi các bạn đã vãi cả xoài ngày trước hôm nay mới là 17 mà nó đã có event tới tận ngày 27 rồi à mình mình biết vì sao lại có even này rồi mấy hôm nữa sẽ là tết âm mà mà tết thì hội nó sẽ nghỉ các bạn ạ à, đây là server quốc tế nhưng mà những người làm server này thì đều là những người người châu Á các bạn nhé hình như có bộ đông Hàn Quốc mấy ông Trung Quốc về một ông một ông mình nhớ hình như ở khu vực Tây Nam Á ấy, mấy nước Ả Rập ấy, đấy trong cái đội này mình thấy có trang có một Hàn Quốc, rất nhiều ông Trung Quốc, có một ông Việt Nam à cả mình nhớ là hai <laughs> nhưng mình chỉ gửi cái ban gọi là hỗ trợ thôi à, và thêm một ông nữa ở khu vực Ả Rập đấy, kiểu kiểu đấy đấy, đấy. nên là nói đại loại là Châu Á các bạn nhá nên là sẽ là câu mình sẽ nghỉ Tết đấy nên là lúc ý thì chỉ chắc là chỉ có một hai người trực thôi khi đấy thì ai mà làm đi vấn nó hơi làm trước đi đúng không rồi ngày 27 ngày 27 các bạn ạ ngày 27 không biết là 10 hôm nữa đấy ui đúng được Tết đấy các bạn ạ bán trang phục cho Robert đồng thời cũng sẽ là even limited gift pack gói 45 đô đợt này thì nhiều anh em sẽ hy vọng nó có Sunay đấy đúng không Sunay. đây còn Sunay mình thì chê nhiều người khác cũng chê nhưng rất nhiều người ưa thích và đã bất chấp để sở hữu đó các bạn nhé trong thời gian ngắn tới mình sẽ chia sẻ với các bạn những đội hình có su đây mà tay không chọc là một trong một tay mồm thì chê nhưng mà tay thì vẫn lấy và hắn đang nhờ hắn đang push nhà phát hành nâng cấp nó lên lục môn sớm nhưng mà mình chưa kịp nhắn nhà phát hành thì nhà phát hành nói họ đã nâng cấp tứ môn rồi nên là thôi không nhắn nữa họ không nâng cơ rồi các event không quan trọng lắm như bán gói quà tăng đẳng Tăng cái gì đấy mình xin phép bỏ qua Ngày 27 cũng sẽ có diễn ra thêm một event đó là bán trứng hồn vũ khí Khả năng cao là trứng hồn vũ khí của Robert Đúng rồi, Robert và ai? À và Yamazaki các bạn ạ Rồi, hai võ sĩ đấy Thì tìm Pack cũng là hai hội này à, Pack của Shunei thì sẽ phải rời vào đợt sau đó Hợp lý Vừa mới ra võ sĩ đã Divis Pack thì vô lý Mà đợt sau sẽ là Divis Pack của Sunei và Dulong đúng không? này là cặp đôi mới. Ừ. Rồi. hai cái chứng hồn chứng khí của hai con này nó, nó, theo mình là chắc là sẽ rất là ế vì hai con này cũ rồi. Cùng lắm ai thiếu đồ cho Yamazaki thì lên thôi. À, mà ở thời gian tới nha, người chưa biết đâu nha. Mấy hôm nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những phong cách dùng robot. Đây là một trong những vị trí hiếm hoi có khả năng đồ sát được con Asuka rất nhanh những từ khoảng lượt thứ ba thì chẳng hạn Asuka đã tèo rồi đấy thì khéo là chỉ có mỹ mình robot ok ngày 27 chúng ta còn có even quay chip à, quay tinh tú nhận thêm thưởng à, nạp đơn bốc rồi không có even tiêu cương à ơ ờ, phải có even tiêu cương không có các bạn ạ à? đúng rồi à, quay hồn vũ khí lần 3 thì sẽ không có even tiêu âm cương tiếp tục bán trang phục cho Yamazaki vào ngày 28 ngày 27 là trang phục cho Sun cho cho Robert này. Săn bàn sao của Seth vào ngày 29. Ngày 30 thì bán trang phục cho các võ sĩ phụ không quan trọng lắm. Ngày 30 thì <laughs> diễn ra sự kiện ghép tranh, đây là một sự kiện phụ. Rồi, mình nhang lướt đây. Ngày 30 là sẽ là tiếp tục diễn ra trong 4 ngày đó là quay hồn viện trợ cho Hotaru và Trang Béo hai con này khá ngon đặc biệt Hotaru tham chiến vẫn là một cái gì đấy câu kéo thời gian cực kỳ tốt các bạn ạ ngày 30 nhé rồi tiếp tục là quay phím à quay tinh tú nhận thêm tưởng ôi nó push quay tinh tú kinh vã khác với đợt trên thì đợt này khi các bạn quay tinh tú sẽ được tham gia event tiêu im cương quay hồn viện trợ cũng được hưởng lợi cái này luôn trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 30 mươi Uh, kèm theo đó sẽ là even nạp tích lũy luôn Thường thường cái mốc nạp này nó sẽ là mốc 6750 kim cương Mốc tích lũy đấy. đấy, chỉ, chỉ không phải mốc 30k đấy. Rồi Quay phòng Quay phòng thì ở cái gì ạ à? Quay uh, kỹ thuật nest nhận thêm thưởng um, Cũng ngày vào À đâu đây là chuỗi khác rồi Chuỗi này thì sẽ là một cái even tiêu kim cương khác Bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 2 các bạn ạ nhanh nhở vù cái đã sang mùng 3 tháng 2 đùi những cuốn sách cũng ngày mùng 3 đấy luôn đâu rồi trả nhẽ chỉ có mỗi à đây 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 mới là quan trọng các bạn ạ à. mùng 3 tháng 2 sẽ là vòng 2 của Iori tất nhiên sẽ kèm theo y phần tiêu yếm cương hoàn trả lại kim cương bắt đầu từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 đấy, như vậy là vòng 2 Iori cũng đã có mặt những bạn nào mà còn thiếu nguyên liệu lân Sbac Iori thì chính là đợt này đây các bạn nhớ tích tài nguyên nhé kim đấy. Rồi. Ngay sau khi kết thúc vòng 2 yori thì sẽ là vòng quay hồn lực năm. Đợt trước thì nó cho quay hồn lực năm mới luôn, tôi hồn lực năm tọa thiền ấy. thì lần này không biết là như thế nào. Theo mình thì cũng sẽ là hồn lực năm mới thôi, hồn lực năm cũ thì không còn nhiều người ưa thích đâu. mà đợt hồn lực năm tọa thiền vừa rồi thì mọi người đa phần cùng lắm là mình chỉ lên được lên 3 sao thì đời này nó hút lốt lên cho nên 5 sao cho giết luôn cái bọn hợp tác đi ở à, finger fan nói chung và um, tựa game kf 98 mà tất cả các server ấy, có võ sĩ hợp tác thì đều đang có ý định giết bọn võ sĩ hợp tác bằng cách là ra các tính năng và võ sĩ một cách nhanh chóng để tiêu diệt nó theo mình đánh giá đấy là hợp lý sức mạnh của dòng võ sĩ hợp tác quá nghi hợp khả năng được lần này hồn được năm này cũng sẽ có hồn Đức năm tọa tiền nhé mình dự đoán như vậy các bạn hãy cùng chuẩn bị và chờ đón nhé rồi quay run vào ngày mùng 6 mình đang chờ event tiêu tiêu kiêng của đợt này ờ, bán trang phục cho Iori cũng ngày mùng 6 luôn tất nhiên là hồn vũ khí của Iori vào đây là y tiêu kim cương hợp lý đây là một event khá bình thường các bạn không nên các bạn mà muốn biết được chính xác cái phần tiêu im cương hoặc cái phần nạp này nó như thế nào thì các bạn xem lại các cái video cũ của mình chứ còn không thì chờ đến hôm đấy thì nó sẽ có thôi Chứ còn đâu không hỏi luôn thì tôi lấy minh minh họa nó sẽ hơi khó. Rồi, ngày mùng 6 sẽ có event nạp top up và event này kéo dài mùng 6, 7, 8, 9, 4 ngày luôn. Ngày mùng 10 kết thúc được vừa rồi sẽ là event bán trang phục cho một số võ sĩ phụ. Winner for là vòng quay may mắn. Em vui cùng hội quán ngày mùng 10 luôn, quay chip ngày mùng 10 ra xem có gì khác không. Quay tinh tú cũng thế và có event tiêu cương, có event nạp tích lũy. San bản Sao Rock sao mà Sao Billy Nhằm nhiệm vụ tuần Mình không thấy nhiệm vụ 7 ngày nhỉ cay nhỉ Bán hồn viện trợ Hồn viện trợ lần này sẽ là của Yashiro Và Semi và Gis Tất cả tất nhiên đều là phim từ tư chất 15 năm mới nhất Đợt này nó bán hồn viện trợ nhiều ghê Quay Kỹ thuật NES nhận thêm thưởng Có cái phần tiêu cương luôn các bạn ạ nói chung thì ngoại trừ đoạn đầu ra là không có phần tiêu cương thì đoạn sau có phần tiêu cương và even nạp hết even nạp thì thật ra là có hết ok toàn bộ thông tin even mình nghĩ rằng không có điều gì quá bất ngờ ở đây cả mọi thứ thì đều đã nằm trong sự toàn tình ngoại trừ cái thông tin đó là cập nhật run lên đến có gọi là tiến hóa run đấy là mới nhất còn đâu thì mình nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tình toán bao gồm cả cập nhật tứ môn cho Shunay và đủ lo à, thì ngày 17 tức là ngay chiều nay thôi thì chúng ta sẽ hoàn tất bản cái nhật này. nên là nên là những cái nội dung trong này thì nó cũng sẽ có luôn. thì các bạn đang có đây thì thưởng thức và hưởng thụ thôi. Còn các bạn nào mà mong chờ đu lon sắp tới thì cũng sớm được hưởng thụ thôi ngày 20 có đu lon mà và ngay chiều nay thì cái event nạp surprise card ấy thì nó cũng bắt đầu được kích hoạt đấy ngày hôm qua thì trên trang fanpage nhà phát hành này thì họ cũng có một cái thông báo khác họ họ cũng có một cái thông báo là có một cái sự điều chỉnh về lịch event đấy thì mình cũng đã post với các bạn rồi đấy thì các bạn uh, nhớ là đang theo ấn nút theo dõi cái kênh à, cái trang fanpage này của nhà phát hành cái thứ hai là các bạn theo dõi kênh youtube của mình hoặc là trang fanpage tờ núi 98 chín tám của mình ấy thì mình cũng sẽ cập nhật những cái thay đổi mới nhất của nhà phanh các bạn theo dõi nhiều kênh thì tránh bỏ sót thôi đây sự kiện thiệp uh, surprise card các bạn này tức là cái số 12 đấy thiệp bất ngờ năm mới trung quốc ấy. đấy. thì bình thường ấy nó, nó sẽ bắt đầu từ ngày 16 đấy ngày trước là ngày 16 đấy nhưng bây giờ nó bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 này. Đấy, ok kéo dài đến ngày 20 và bắt đầu từ ngày 20 thì các bạn sẽ nhận được hiện thưởng qua mail nhé Ok nên các anh em nào nào thì bắt đầu từ chiều nay Nói chung thì các bạn nhờ mình nào thì mình vào check nó có event chuẩn thì nào cũng không thì thôi và theo thông tin mới nhất hơn nữa wow, wow, wow. nó báo là 15 giờ 30 là bắt đầu bảo trì 15h31 nó đã bảo trì xong rồi đấy. nhanh vãi ở đâu rồi đây? đây 18 phút trước chứ không phải gì Cậu hoàn tất rồi các bạn ạ ừ. như vậy khả năng là nó bảo trì từ lúc hai rưỡi chiều chứ không phải là ba rưỡi chiều bao rồi giờ ông làm sớm quá nhưng thôi không sao cái lỗi này là được uhm. Ừ. hóa luôn nhanh thật rồi hẹn các bạn trong các video tiếp theo nhé